Ok, ở video này thì mình với Vidax sẽ cùng nhau đi review Advance nha. Tuy nhiên số lượng ngày hơi nhiều nên là tụi mình sẽ review trong vòng 1 tiếng thôi nha. Nên là bây giờ bắt đầu. Thì đầu tiên chúng ta sẽ bắt đầu với con ẹt của bạn Sơn Tùng Lê. Bởi theo miêu tả hạt này là ẹt siêu VIP, có nhiều trái vĩnh viễn và game pass. Nghe là muốn thử liền đó các bạn. Let's go. Ok, để mình xem coi là avatar hạt này có gì VIP không nha các bạn. Đu, có Valkyrie luôn kìa. Ui, hết lẹt. Không đâu. Không đâu, dịch kia hay ta. Nói chung hạt này cũng có đầu tư vô avatar nha các bạn. Ok các bạn, và hiện tại mình đã vô game bằng con ạc này rồi nha các bạn. Ơi, ai đây? Ủa? đừng nhìn mình. Đâu đây vậy? Ôi, ạc này có 16 triệu Billy với lại 19k phát mình thôi nha các bạn. Cũng được, cũng gọi là ok. Để mình coi trang bị có gì VIP không. Đu, có Yoru mà được nâng cấp luôn. Kho trái quỷ rồi. Kho trái quỷ cũng không xịn lắm nha. Ạc fan của anh có gặp tập V4 không? Có, tập hôn mình V4 luôn. Ạc fan anh có dám ăn muối không? Vậy thôi, để coi trái vĩnh viễn không nha. Để coi trái vĩnh viễn. Đúng rồi, ạc. Ui, ạc có báo đốm vĩnh viễn nè. Ạc của em đây xài hả? Ừ. Để coi tới anh nè, ạc này nãy bằng fan này nói là có nhiều trái vĩnh viễn lắm nè, đến cho coi nha. U, em nói gì? Em nói em có trái gì vĩnh viễn? Em có trái báo đốm vĩnh viễn anh có không? Ôi, xịn ta. Rồi em có chứ gì nữa, Khô đớn không mà. Ác này mặc dù trong kho đồ không có nhiều trái quỷ xịn nhưng mà trái quỷ dính diễn thì hơi em nghĩ là tại có nhiều trái quỷ dính diễn quá nên không cần trái quỷ trong kho đồ nữa. Ôi, đây rồi, trái mình mong đợi nhất nè các bạn. Trái mẹ mày béo. Cái này hình như ai cũng phải có luôn sao á. Ok, nói chung mạng này cũng khá là ngon nha bạn. Có tới 3 trái quỷ dính diễn lận. Nói chung mình sẽ cho tầm khoảng 7 điểm trên 10. Ác của em cho bao nhiêu? Em cho 7 trên 10 luôn. Ok, đến ngày tiếp theo đó chính là ác của bạn Minh Hiếu. Ác Roblox cực múp. Yeah. Ok, đến với cái ạc tiếp theo. Bốc. Sao anh bò vậy? À, sao có chừng đứng em ơi. Ủa sao anh bò vậy? À, bữa nãy mới vô đi ý mà sao anh bò vậy? What the fuck? Oh my god, ạc anh 30 MOT hả? Ừ, thì ạc này chính là ạc 30 MOT nha các bạn. Và 45 triệu Billy luôn. Adô, để xem coi có trái quỷ gì VIP nha các bạn. Ôi má, ạc này 30 MOT nhưng mà không có trái quỷ dinh diễn. Ôi ạc em có 2 trái quỷ dinh diễn luôn, trái gốc cát với trái spin. Adô. Ai ốt mà. Từ từ, anh nghĩ là trong kho đồ sẽ cứu vãn được á. Ui, kho đồ full kiếm được nâng cấp luôn nè fan. Hạt này không có level thành siêu nhưng mà trái quỷ. Trời, full trái quỷ luôn. Hạt em chỉ có trái level bát thôi. Hạt anh full trái quỷ luôn, không thiếu trái nào luôn á. Hạt này là không thiếu trái quỷ nào luôn á. Nè luôn hả? Ừ, giờ lỡ bấm ăn thì người ta giỡn. Để store vô. Ôi mà nghe bạn này nói bây giờ không? Hạt này hình như 30 party hai bên thì phải. Ui, chuẩn luôn. Nói chung hạt này có cái kho đồ cứu vớt lại nên mình sẽ cho là tầm 6.5 điểm nha các bạn. 6 điểm rưỡi, có quyết quỷ hợp rồi combo bo đồ cũng lắm chứ. Ok các bạn ơi, tiếp theo chính là một ạc của một bạn fan rất là quen thuộc của chúng ta, nếu như các bạn có coi livestream của mình nha, bạn Elina. Ạc bạn này mình thấy nhiều rồi nhưng mà mình chưa bao giờ thử chơi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ vô test cho các bạn xem. Ủa, có kết bạn với anh luôn kìa. 31 ti. Ạc này là 31 ti nha các bạn, quá ngon. Ui, Belly gần 100 triệu. Và quan trọng nhất đó chính là skin bạn này rất là rất là ơi. Sao nói từ đó, sao nói từ đó vậy? Ui, ạc em dễ thương hơn. Ạc em kiểu ôi, ạc em baby cute vậy. 7.000 Belly. Giỡn hết rồi. Nhiều. 7.000 Belly. Anh chưa bao giờ vô ạc nào thấp Belly luôn á. Ôi, ạc đó vậy là 1 điểm nha fan. Trời, ạc này full kiếm nâng cấp luôn nè. What the hell. Ui, nâng cấp tới cây katana luôn là hiểu rồi đó. Trời, súng, không lẽ súng nâng cấp hết. Trời. Ghê vậy. Để coi có trái quỷ nhiêu nha. Ôi, mà không có trái kitsune các bạn ơi. Food trong gương thì được 4 trái nhưng mà lại không có trái kitsune hay là leo bát gì hết. Rồi, để xem trái quỷ dinh diễn. Nghe nói là này nhiều trái quỷ dinh diễn lắm á. Cô có trái dragon. Có trái dragon là 5k robot nha. Bây giờ 5k robot rồi đó. Rồi trái nào nữa? Trái mochi luôn. Chắc chắn là trái có trái bottle 100%. Ừ, trái rumble và trái bottle nè. Nhưng mà các bạn biết do những trái quỷ mà bạn này mua dinh diễn đó, đó chính là những trái quỷ để dành đi săn bounty nha các bạn. Một điều mình đánh giá khá cao ở cái ạc này đó chính là full nâng cấp hết mấy vũ khí luôn nha các bạn. Quá VIP. Bây giờ thậm chí thì đến cây katana của mình cũng có thể one shot con quái nữa. Chắc không phải tại anh level max đâu ha. Chắc không phải đâu. Ạc em có 7.000 Belly chứ đang xài chế level max. Rồi, ạc của em 1 điểm. Nói chung thì mình cũng là một người khó tính nha các bạn nên mình sẽ đánh giá ạc này tầm khoảng 8 điểm thôi. Bây giờ em chọn ngẫu nhiên một ạc đi, anh với em sẽ PVP với nhau bằng ạc của fan luôn nè. Rồi, vô nè, vô gặp mặt nhau nè, đừng trốn nha. Mày đâu? Trời ơi, là em xíu.
Ảc này có 269 kbili luôn đó nha. Có cái level kìa. Trời. Rồi, rồi nhắm đánh nhau lại không ta? Không sao, nhưng mà Ảc này anh nghĩ nó có nhiều trái quỷ dinh dưỡng là nó sẽ bá đạo hơn, hiểu không? Trời thiệt kìa. Ui, ui. Ui, Ảc không mát level, không có tiền, nhưng mà trái quỷ dinh dưỡng thì what the hell. Cái này giàu ngoài đời nhưng mà không có thời gian. Chủ tịch, đồn. Chủ tịch giả vờ. Rồi, em vô game rồi nè. Rồi, bay qua liền nè. Cái thằng nào đỏ đỏ bước qua là anh hiểu số phận, anh hiểu không? Rồi, mày qua đây. Mày em 475 đam đó, 475 đam đó. Đừng dở, núp các bạn ơi. Ui, chiến thuật của mình, là núp nha các bạn. Nè Phúc ơi, nè Phúc ơi. Đừng có mày. Đừng có xơi. Xong mày. Xin lỗi em đi rồi em ha cho. Xin lỗi chấm hỏi. Rồi. Xin lỗi dạ. Em đi rồi em ha cho. Chơi chơi kìa trò đó. Quê rồi. Chết rồi nha. Rồi. Quỳ xuống. Ok, các bạn ơi, kèo được các bạn ơi. Quỳ xuống. Thằng này nó ảo. Dạ. Ai nha ảo. Rồi, dạ. Rồi, các bạn ơi, mình đánh giá hạt này 5 điểm luôn nha các bạn. Mình bị thua giá... cái hạt này rồi. Má, cay quá. Hạt này là hạt 10 điểm nha các bạn. Mình thắng được là 10 điểm nha các bạn ơi. Ok, bạn tiếp theo trong video ngày hôm nay đó chính là một hạt Sukuna nha các bạn. Và hạt này mình cảm thấy khá là VIP nha các bạn, bởi vì nó có đồ Tết luôn nè. Để mình xem thử coi có đồ hôm nay không. Rồi, nói chung thì cũng đầy đủ đồ để PvP á. Nhưng mà quan trọng nhất đó chính là trái quỷ gì đây? Trái Venom. What the hell? Rồi, không sao. Trái quỷ vĩnh viễn sẽ bù đắp lại cho cái số trái quỷ đó. Ồ, đúng như mình mong đợi, có trái Mochi vĩnh viễn nha các bạn. Nhưng mà mình vẫn còn việc quan trọng hơn để làm, đó chính là đi trả thù lại với Đắc. Rồi, lần này anh có tập V4 nè, vô làm lại pha nè. Lần này là không có nhường nữa đâu đó. Trời ơi. Ôi má, em tưởng anh khùn. Mày khùn. Ôi các bạn ơi, mình yếu máu quá. Chạy đi. Dạ, đau nha. Đúng kìa. Dạ, sao đau vậy? Mày 47 đam, thốn cái gì? Thốn rồi đó. Rồi. Á đù. Gì ta? Ken. Rồi. Ken. Ôi, Ken hộ. Ken hộ. Từ, đừng ảo. Đừng có ảo. Ken hộ. La. Rồi, giờ mới căng nè. Căng cái cục cớt. Kèo này mới căng cọt nè. Ơi, ảo nha. Chết. Bye bye. Sorry giây phút anh đang mewin nha. Bye bye. Ok các bạn ơi, thì như các bạn thấy nó hạt này quá xịn rồi, không có gì để chê hết. 10 điểm nha các bạn. Chỉ phải tại hắn em hả? Đâu có, em coi hạt này đúng là main luôn nè. Các bạn xem nè, nó có vòng tròn trẻ ở đầu nữa nè. Đây là main character. Thì đến với bạn tiếp theo, gửi hạt cho anh YouTuber số 1 Việt Nam. Là mình đó đúng không? Em là siêu fan cứng của anh từ rất lâu rồi, mong anh review hạt. Thì đương nhiên là nói gì rồi, không lẽ mình không review đúng không? Rồi đi xem coi là hạt này có gì nha các bạn. Kibidi Bob, yes. Em hả? Titan Speed Command. Kibidi Man nha. Kibidi Bob. Kibidi Man. Review nhanh đi qua bển đập tiếp. Từ để anh xem con hạt này có gì bá đạo cái đã. Đồ hạt mới vô mà thấy nâng cấp vũ khí full là thấy ok đó nha các bạn. Ui nhưng mà kho trái quỷ bài này tới 5 trái luôn nha. Có trái Dragon nữa kìa. 3 trái Dragon là 30 triệu Billy á. Nhưng mà không có trái Kitsune ha. Không trái Kitsune mình nghĩ cũng hơi phế các bạn ơi. À đù. Trời. Trái Kitsune vĩnh viễn luôn hả? Ui trái Mammoth T-Rex vĩnh viễn luôn nè. Hạt này nhiều trái vĩnh viễn lắm nha. Bottle luôn nè. Ui hạt này ngon nha các bạn. Quá trời trái quỷ vĩnh viễn luôn nè. Hình như có trái kinh cho luôn thì phải. Từ. Rồi sao em thấy hạt này rồi em sợ chưa? Hay là em vẫn muốn BBB? Bình thường em là Titan Speakerman rồi. À, vậy là BBB đúng không? Ừ nhưng mà đợi trước khi đó đợi xíu. Tại em... Ây! Ha má mày. Mày. Ôi. Ken chết đi Phúc. Ken đi. Tên năm trúng vậy. Dạ. Ken đi. Phúc má. Ủa? Anh đâu rồi? Ủa alo anh đâu rồi? Em chưa ăn vàng. Nắng rồi. Thắng rồi. Bị đắt thắng nha bạn. Mày dở. Ôi anh em mình chơi team hay quá à. Mình mạnh quá à.
Thì mặc dù ạc này nãy giờ quýnh thua nhưng mà mình vẫn đánh giá nó là 8 điểm nha các bạn. Tại vì nó có trái kitsune vĩnh viễn cũng khá là mắc tiền đó. Mình đánh giá ạc này 7 điểm. Ok, và đến bạn tiếp theo, John Vedak. Ui, ạc này có sát anh cho luôn nè. Mát 600 mastery luôn. Nhìn áo em đi, nhìn áo em đi. Đâu, em có gì? Bái vô đây mà cắn. Hẹn nếu anh mát mastery hết mấy cái này luôn nè. 600 mastery hết luôn. Cũng được. Để coi nha, để coi trong kho đội sẽ có gì nha. 1, 2, 3. Kitsune. Ui má, có kitsune gương là hiếm lắm á. Ở random được chứ kitsune thấy hiếm rồi đó. Oh my god, ạc này vẫn có trái kitsune nha các bạn. Ôi các bạn ơi, thì mình mới vừa ra check đồng hồ thì mình chỉ còn 4 phút để review nữa thôi. Nên là mình phải cấp tốc lên nha. Ôi ạc này mới sang nè, hết lẹt luôn nè, Valkyrie luôn. Ạc ta Đông Phượng. Ạc real nè, Violet Valkyrie real luôn, 50k Robert. Ôi thêm cái mặt limited nữa. Ôi trời. Ôi ạc này siêu giàu luôn nha các bạn. Baby Ngọc Lan 10 triệu bao tí. Oh my god. Ạc em cũng full trái quỷ nữa nè, what the fuck. Full trái quỷ diễn diễn. Ừ, gặn như full. Thấy không? Để tầm Sam lấy thử coi. Ôi này xịn nha, từ đến coi kho chát của dinh diễn cái đã. Ôi có trái Dragon nè. Có trái Shadow 4 5 6 7 8. Thì ạc này có 10 trái của dinh diễn đã bao gồm trái gốc két luôn nè các bạn. Nhưng mà mấy trái quỷ xịn thì hầu như là đã full hết luôn nha các bạn. Mà quan trọng hơn đó chính là cái avatar của ạc này nó lên tới gần 60k Robert lận. Một con số phải nói là quá khủng khiếp. Tính ra tiền Việt là mười mấy triệu luôn á. Ừ, còn ạc em có gì? Full trái quỷ diễn. Gần như full á. Và đương nhiên chúng ta không thể nào thấy được tiết mục chính trong video này, đó chính là PvP với Vedak. Dạ. Ôi, họ chạy luôn, chạy luôn, chạy luôn, xài chiêu hụt là chạy. Dạ, dạ, dạ. Gì, 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 gì? Ôi, chơi bẩn hả, chơi bẩn hả. Ôi, em chơi chơi bẩn hả. Ôi, núp luôn, núp luôn. Má, cái địa hình map này nó căng. Mày. Mày, mày, mày. Rồi, lụm. Xong. Ơi, đừng mà lên. Xong, trận này. Đừng trận này ai ai cái đầu em. Mày gáy nó đi, mày dậy mày gáy nó đi. Ạc này xịn vãi nữa các bạn ơi. BBB khá là sướng tay nha. Tao đầu hàng chưa? Gì á? Trời ơi trời. Anh lại em phải ơi. Anh lại em phải. Ủa gì á? Hùng hả mày? Trời tôi ghét cái ngáp này thiệt chứ. Bắn không trúng một viên. Mà anh ảo anh quýnh được mình hay gì á? Anh ảo. Lượm nụ qua tụi mày. Rồi sao không chết? Rồi. Má ơi, chém Mochi bá đạo quá vậy. Chém Mochi mà fan. Mày con rồng biết hình rồng. Diệm ra ba luôn, diệm luôn, diệm luôn kìa, diệm luôn kìa. Con rồng nó phèn đi. Mày. Ạc này mình đánh giá là 10 điểm luôn các bạn, quá đã. Ui, chủ ạc do luôn nè, phải không? Để chạy về số 1 coi thử. Ôi các bạn ơi, bạn fan này vô để theo dõi mình luôn nè các bạn. Gái hả? Gái hả? Các bạn anh Phúc được không? Ê, khủng mày, quay lại với vấn đề chính nè. Chấm ạc của em bao nhiêu điểm? Ạc của em hả? Ờ. Baby Ngọc Lan trên 10 nha. Ok, video đến đây đã kết thúc. Bài học rút ra video này là Vedak được mê gái nha các bạn.